sớm vậy, 10 giờ chứ bao giờ. Cái cầu tre là có mấy người dân ở đây họ bư đáng góp là 4 chủ, rồi họ bư thu tiền để sửa soạn cho dân họ đi xuống dưới qua lễ, rồi bư thứ hai nó là xin cái hậu kia là con đò đưa đò vô nguy hiểm. Tháng 9 tháng 10 là mưa lụt là giả cầu. Phong cảnh này là hồi kia là họ đập bên này, đập xung quanh hết, là bây giờ có cái đập dưới kia sang là bây giờ họ ngang nước ngọt ở đây để tứ mấy cánh đồng đây này lấy nước của tứ lồm ruộng lồm đồ đây mà đó họ hoa màu người ta họ lồm xung quanh hết. Chứ hồi kia ở ngoài đây là bỏ không ruộng nương là họ bỏ không, tại vì là nước mặn đây cũng nhờ cái nước ngọt này mình lấy nước ngọt mình tứ lên, nói chung là đất đây này nó cũng tốt. Cái là sửa soạn khu vườn ở gia đình ở đây là bữa nay phong cảnh nó cũng đẹp.